Các vấn đề tiêu hóa như táo bón hay tiêu chảy thường dễ xảy ra trong quá trình mang thai. Thực tế, các bà bầu gặp khá nhiều phiền toái khi bị tiêu chảy và nếu không cẩn thận, tình trạng này có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Hãy cùng tìm hiểu ngay những nguyên nhân cũng như giải pháp hữu ích giúp các mẹ khắc phục tình trạng này nhé. 1. Tại sao tiêu chảy thường xảy ra trong thai kỳ? Tình trạng bà bầu tiêu chảy trong thời gian mang thai khá là phổ biến. Khi mẹ bầu bị đi ngoài ra phân lỏng từ 3 lần trở lên trong 24 giờ thì được xem là đang gặp phải tình trạng này. Những lý do liên quan đến thai kỳ khiến bà bầu dễ bị tiêu chảy hơn là thay đổi chế độ ăn. Nhiều mẹ đã thay đổi chế độ ăn đột ngột khi biết mình đang mang thai để đảm bảo chất dinh dưỡng cho con. Tuy nhiên, việc này có thể khiến dạ dày của bạn không thích ứng kịp và gây tiêu chảy. Nhạy cảm với một số loại thức ăn. Một trong những thay đổi thường gặp khi mang thai là xuất hiện sự nhạy cảm với một số thức ăn. Những thực phẩm bạn yêu thích trước khi mang thai giờ đây lại có nguy cơ khiến bạn bị đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy. Ảnh hưởng từ các vitamin. Bổ sung thêm các vitamin thiết yếu trước khi sinh là điều tốt cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, chúng có thể làm rối loạn dạ dày và gây tiêu chảy. Thay đổi nội tiết tố. Nồng độ nội tiết tố hormone bị thay đổi có thể khiến cho hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại gây táo bón hoặc ngược lại làm tăng tốc hệ tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy ở bà bầu. 2. Mức độ nguy hiểm của tiêu chảy khi mang thai. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh cũng như cách điều trị, bệnh tiêu chảy khi mang thai sẽ ảnh hưởng khác nhau đối với mỗi mẹ bầu. Ở tình trạng bệnh tiêu chảy khi mang thai nhẹ, mẹ có thể chỉ cần bổ sung đủ nước, điện giải, ăn uống sạch sẽ, đảm bảo ăn chín uống sôi là bệnh sẽ khỏi, chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày. Còn với trường hợp tiêu chảy khi mang thai diễn biến nặng hơn, nếu không được xử lý kịp thời, mẹ sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, mất nước, thậm chí đe dọa đến tính mạng của thai nhi. Do đó, mẹ tuyệt đối không nên chủ quan với tình trạng này. 3. Hậu quả tiêu chảy khi mang thai. Phụ nữ đang mang thai khi mắc tiêu chảy thường bị nặng hơn so với các trường hợp bình thường và mức độ nguy hiểm cũng cao hơn. Ngoài tác hại đối với cơ thể mẹ, thai trong bụng cũng chịu ảnh hưởng xấu, có thể bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển và nặng hơn nữa là có thể làm thai chết lưu trong bụng mẹ. Nếu tình trạng đau bụng quanh vùng rốn kéo dài, nhiều lúc đau dữ dội thì sẽ rất nguy hiểm vì các cơn đau bụng này có thể kích thích tử cung co bóp. Điều này đe dọa đến sự an toàn của thai nhi vì có thể gây sinh non. 4. Bà bầu bị tiêu chảy nên làm gì? Bổ sung nước và điện giải. Mẹ bầu có thể bổ sung nước bằng việc uống nước lọc hoặc một số loại nước tốt cho hệ tiêu hóa như trà gừng, nước mật ong, thêm tinh dầu bạc hà vào nước uống. Mẹ nên ngừng uống các loại nước ép hoặc đồ uống có sữa, đường vì nó có thể khiến tình trạng tiêu chảy trở nên tồi tệ hơn. Không tự ý dùng thuốc điều trị tiêu chảy khi mang thai. Nếu bị tiêu chảy khi mang thai, mẹ không được tự ý mua thuốc về uống mà phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Nếu mẹ tự ý dùng thuốc có thể không chữa được bệnh mà còn gây hại cho thai nhi nên mẹ tuyệt đối cẩn trọng về vấn đề này. Tránh ăn một số thực phẩm. Khi tiêu chảy, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, nên tránh các đồ ăn như đồ chiên rán, hải sản, sữa, nước uống có ga để tránh tình trạng trở nên nặng hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu đang gặp phải tình trạng trên sẽ có thêm thông tin và giải pháp để khắc phục hiệu quả. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!